Và cuối cùng, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi hình ảnh sinh hoạt truyền thống của sinh viên Việt Nam Đại học Maryland College Park tổ chức hàng năm. Bài phóng sự do Đậu Thanh Vân thực hiện. Trong mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống của dân Việt tại hải ngoại, đồng thời cũng để tiếp tục duy trì một sinh hoạt đầy ý nghĩa, hàng năm Hội sinh viên Việt Nam VSA trường Đại học Maryland College Park UMCP vẫn tổ chức một buổi trình diễn văn hóa Việt Nam mang tên là Đêm Gia Đình, Family Night. Năm nay, Đêm Gia Đình được tổ chức vào ngày thứ Bảy 9 tháng 3 2019 tại Hope Theater STEM Student Union trong khuôn viên trường Đại học Maryland với chủ đề là A World Apart, tạm dịch là Thế Giới Phân Cách. Đêm Gia Đình cũng đã được sự ủng hộ tham gia đông đảo của khoảng 600 sinh viên, cựu sinh viên và gia đình của trường Đại học Maryland College Park và rất đông các trường bạn như Georgetown University, GW, GMU, VTU, NCSU, UMBC, University of Virginia, VCU và ODU. Đêm Gia Đình đã được mở đầu với lễ chào quốc kỳ, quốc ca Mỹ Việt, đây cũng là điểm son của VSA UMCP. Thật vậy, đến hôm nay đã được 41 năm, Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Maryland College Park vẫn luôn nối tiếp các bậc cha anh duy trì truyền thống chào cờ Việt Nam Cộng Hòa. Sau phần nghi thức khai mạc và lời chào mừng của Chủ tịch VSA UMCP, một chia sẻ đầy tình nghĩa trong thế giới đang phân ly, anh Chủ tịch báo cáo cho quan khách tham dự biết hội đã quyên góp được 5.000 Mỹ Kim để giúp đỡ phương tiện cho các trẻ em nghèo Việt Nam được đi học. Anh Chủ tịch cũng nhắc đến công sức đóng góp, sự nỗ lực hy sinh suốt 6 tháng ròng rã của 95 anh chị em hội viên Việt Nam, Đại học Maryland. Anh cũng không quên chân thành cảm tạ tất cả các quý ân nhân đã giúp đỡ, đã đến tham dự buổi trình diễn tối hôm nay. Thật vậy, sự có mặt đông đảo của hơn 600 người tham dự là một phần thưởng tinh thần lớn lao cho ban tổ chức, là một sự chia sẻ đầy ý nghĩa, một đóng góp rất tích cực vào công cuộc phát huy nền văn hóa Việt Nam. Đêm Gia Đình tiếp tục với phần giới thiệu tạp chí Góp Gió, ấn bản thường niên của Hội sinh viên Việt Nam và một chương trình ca vũ nhạc kịch, Modern Fashion và Traditional Fashion Show. Đêm Gia Đình kết thúc lúc 10:30 trong tình cảm hân hoan của quan khách tham dự. Chiều nay là Đêm Gia Đình của Hội sinh viên Việt Nam 41. So, chiều nay sẽ có nhiều performances, so, có người hát, có người nhảy, có người múa. Mà chiều nay sẽ có cái performance của hết cái students ở trong Hội sinh viên Việt Nam. I'm a sophomore, computer engineering major, and the magazine. Tôi là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành kỹ thuật máy tính, là người điều hành cuốn tạp chí năm nay và phải mất vài tháng để hoàn tất. Đó là một quá trình lâu dài nhưng nó cũng xứng đáng. Có rất nhiều hình ảnh và rất nhiều trích dẫn cho tất cả các thành viên VSA của chúng tôi. Tôi thức suốt 3 đêm liên tiếp để hoàn thành tạp chí. Đó là một công việc toàn bộ học kỳ trong một tạp chí. Em là major public health science và em rất excited cho ngày gia đình này. We've worked really hard for this and I hope that everyone who can see it enjoys it a lot, just as we did. Em Vincent Đỗ, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nói tiếng Việt rất là thông thạo. Em cho biết. Con rất là hãnh diện để con có thể tập trung với nhảy chung với bạn bè. Năm nay là cái show là về hai đứa tên là Việt với Jane. Việt với Jane là hai đứa sinh đôi, họ qua bên Mỹ để họ kiếm tiền và nhảy để kiếm tiền để nuôi ba mẹ và có hiếu thảo. Con rất là thích cái này là bị con là người mà có bố mẹ mà trải qua rất là sự khó khăn, có sự rồi nhiều đứa thì có trải qua bố mẹ phải trải qua vượt biên rồi nhiều thứ mà rất là khó. Mà qua bên đây để nuôi con và con cái phải lớn lên và có hiếu thảo với bố mẹ.